Đây các bạn ơi, thì hôm nay mình đến giao lưu hội diều sáo Mỹ Thái các bạn nhá. Thì ở đây anh em đến đây cũng rất chi nhiều các bạn. Đây. Đến rất chi nhiều các bạn nhá. Nhân. Đây các bạn này. Siêu phẩm cồng đôi các bạn ạ. Đây các bạn nhá. Đấy các bạn. Các bạn thấy màu sắc này đéo. Bảy sắc cầu vồng các bạn. Khá chết các bạn này. Đuôi dái các bạn nhá. Đuôi dái. Đó, 2 miệng. Lên mặt bên này các bạn này. Đó các bạn. Đây còn đôi. Con này chắc đi 95 đến đi 100 các bạn. Đây các bạn này. Đây con xương cá nữa đây. Mà chưa nắp sáo các bạn nhá. Con này chưa nắp sáo. Đấy các bạn. Dùng trúc các bạn nhé. Khá đẹp. Rất chi là nhỏ nhưng mà đẹp các bạn nhé. Đó. Đây là cờ Việt Nam này. Đẹp không? Đây đẹp không? Đấy khá đẹp này. Đây các bạn này. Miệng cái này mu nó không phải là mu nổi ạ. Mu phẳng các bạn nhé. Đây các bạn này. Mu hơi chóp tí thôi. Nhìn rất chi nhẹ các bạn này. Đây các bạn uy tín chưa? Đây, anh em bắt đầu nắp sáo mà rất tiếc là nắp xong thì hết gió các bạn. Đây. Đây các bạn nha. Đây. Đây con này siêu phẩm to à. Con này phải 5 mét rồi. Đây. Các bạn thấy chất không? Được không? Các bạn được không? Khá chất các bạn. Đây thành viên đến đây xem các bạn nha. Điều đi. Mưa đi các bạn ạ. Này to không các bạn? Có xương cá này to không? Khá to à? Đây. Khá chất các bạn. Đấy này nên nó gầm mới to các bạn ạ. Đó. Khá to à? Đây. Con này cũng đẹp các bạn này. Giá người sáng song vân. Đó đơn các bạn nhá. Đó. Khá đẹp. Rất chi nhẹ nhàng nhưng mà con này những con diều niền này mới dễ lên được các bạn ơi. Đây. Diều ghép nó xuống rồi nhưng mà em diều niền chắc không chịu xuống các bạn ạ. Rồi. Con kia đã lên rồi. Đây các bạn này. Con này miệng miệng vươn miệng phóng vươn miệng nồi quá. Đây quay con miệng này chắc là nằm lại bạn. Đây. Đấy. Khá đa dạng các bạn ạ. Con này khá đa dạng.
nhiều loại mu. Đấy, con này mu múp nhất các bạn nhé. Đấy con này. Đây con này. Mày còn quận tỏi. Đây anh em ơi, đây quận tỏi các bạn nhá. Con này dùng giảm tốc các bạn. Mời cầm đây. Khá là chết con này. Đây là lấy từ cái máy ấy giảm tốc các bạn nhá. Đấy, quay một vòng cái này, một mấy vòng của cái này các bạn nhá. Đấy, khá ok. Thế chi là chị chơi các bạn. Đấy, siêu phẩm đại trà các bạn ạ. Đây con này đại trà này các bạn. Cấu chất các bạn ạ. Nhảy dùng dây cước à? Dây chỉ. Ô, không lên lấy áo à? Em vứt áo cho nhanh. Đây. Đây con này. Đại trà anh tỏ. Đây con này. Đại trà các bạn nhá. Cẩu bộ rất chi là nhẹ các bạn ạ. Thế chỉ à? Đây là mấy con lên rồi. Hơi mờ. Đó, có đang con dây chỉ đây. Đây là dây chỉ đây bạn này. Ôi thế này thôi. Đấy. Nhưng mà anh phải công nhận là mày giỏi, mày quấn dây chỉ được gần đấy cái chai. Ông em ở quận chỉ em tua một phát ông em mới quấn vào chai. Ca thủ. Qua quấn quận chỉ thôi. Đây. Mưa anh em đến đây nhờ nhưng mà không có ấy. Đó. Nó cờ Việt Nam mà nhá. Cháu này hơi úp ạ. Đây. Có siêu phóng. Bộ này chết quá này. Chết phải cái dây này nó mới không đứt được các bạn. Đó các bạn. Con này chắc chịu nhiều gió rất chi là cong mà này. Đây rồi. Con này đẹp không các bạn? Khá là đẹp nhưng mà chỉ tội là chắc đâm nhiều gió rồi bóng nó ở cái này nó hơi trùng và hơi trùng. Hôm nào cũng thế rồi để xem nào. Mấy hôm gió đẹp thế chứ. Đây này. Tuấn ơi. Tuấn biết đi không? Ừ xem đấy. Đấy không đưa anh cầm đi. Đây con này. Con này bị ướt hết rồi các bạn. Mưa các bạn nhá. Đây. Mà anh em đến đây rất chi đông nhỉ. Chả con đến đây xem rất chi đông ạ. Rồi. Khá đẹp. Đây con này. Đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Khá ác nhỉ. Con này hôm nay đăng lên hội suốt đi. Đây các bạn. Bộ sáo này mình chết được bạn này. Đây các bạn này. Bộ này mình chết được bạn này. Dầu các bạn nhá. Đây. Vậy các bạn đoán được đây bao nhiêu không? Ừ, khá là to các bạn này. Con này chắc chỉ để chơi các bạn ạ. Đây. Con chỉ các bạn ạ. Đó. Kéo xuống. Đây nha, bà này sơn vàng. Cái tiêu bộ này mà để mộc thì khá đẹp các bạn ạ. Nhưng mà bộ này sơn vàng các bạn nhá. Các bạn thấy đẹp không? Ừ. Đấy bạn này. Khá đẹp, không biết là bộ này ở đâu. Nếu mà ai biết thì comment bên dưới nha các bạn nhá. Đó. Hai mặt các bạn ạ. Đấy, một mặt là rùa các bạn nhá.
quả này về không cần thả nhiều, cứ mẹ cho lên trần gió to thế. Đây rồi. Ừ. Khá đẹp quá này. Đây cốc của này. Đây con này mình vừa mới làm xong, làm trong nửa tiếng. Rồi anh em đến đây không có gió. Lần trước không có gió, lần này không có gió rồi. Cô ta lại thế. Đây bạn này. Đây này phải chuyển địa điểm ở chỗ khác gì mới ấy được. Đây bạn này. Ở bên này vẫn còn các bạn nhá. Đợi, các bạn xem lá cờ Việt Nam này. Đó. Không biết của nghệ nhân nào nhưng mà cũng khá đẹp các bạn ạ. Đấy, anh em đến đây rất chi nhiều, đồng con loa con đài các bạn nhá. Nhưng mà rất tiếc là hết gió. Mấy hôm gió đều quá nhưng mà chọn chủ cái lúc chọn đúng ngày hết gió bạn ạ. Đấy, con mèo cũng khá đẹp các bạn ạ. Nhưng mà chưa nắp bộ dàn kia các bạn nhá. Đây các bạn này. Khá đẹp các bạn. Màu vàng nên khá nổi. Ở bên này không có gió nhưng mà nghệ nhân vẫn đang nắp diều bạn ạ. Đây. Lại quay. Đây các bạn này. Ai? Bộ dàn khá đẹp. Chào vào đôi bên này nhá. Dàn của ai đây? Dàn ở kia anh ấy. Đây các bạn. Vẫn lộ. Cái này lượn thích thật đấy. Lượn thích hơn. Ai? Cái này là cần câu đúng không? Vâng. Cái này cần câu chế bát nó kia nhầm. Con này to thế. Này to thế. Cùng anh. Này này, bát này này, bát này. Đó, em phải quấn đấy mà. Quấn dây. Quấn dây. Lâm điều vải này xong kéo xuống ướt vải. Coi như một lần. Đang cầu lâm nhiều lắm. Bây giờ bây giờ. Đấy, nắp xong rồi bạn ạ. Nhưng mà nắp xong nhưng mà không có gió, rất chi là tiếc các bạn này. Tua 50 phân đi. Điều khá đẹp ạ. Anh Sùm, anh Đại thấy chỗ nào nữa. Nhờ, ta đi tìm nghiện diều. Nghiện nhân. Thỉnh thoảng đi chơi. Xem cái liên hệ chỗ nào nữa. Cố đi nữa. Thế ơi. Xong rồi. Ui, mưa dày lắm. Thôi đi vào đi. Để mai xe vào chỗ nào mà ấy kìa. Để chỗ trong kia kìa. Ở trên thì vẫn có ấy mà. Đây bạn này. Khá mưa. Mưa. Đang mưa anh em. Vẫn đến các bạn. Mưa đây. Nhanh hết gió. Năm nhanh hết gió. Đó, cái này tuột này.
đây ăn luôn lên đây chứ. Mưa rồi các bạn. Bỗng mưa. Vừa nhà làm xong rồi. Thế là bây giờ mình kết thúc rồi nhá. Chào tạm biệt các bạn. Bye.